một trong những yếu tố để có làn da đẹp chính là bạn cần quan tâm đến độ ph khi lựa chọn sản phẩm sữa rửa mặt bởi độ ph có vai trò rất quan trọng đối với làn da không phải loại sữa rửa mặt nào cũng hợp với da bạn nên bạn cần phải biết để mua đúng loại thì mới hiệu quả được sữa rửa mặt init free có độ ph bao nhiêu cũng là câu hỏi mà nhiều bạn đang thắc mắc lắm luôn vì không những để biết nó như thế nào mà còn biết để xem thử sữa rửa mặt này có tốt và hợp với da mặt của mình không trong video này mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn nào đang quan tâm về độ ph của sữa rửa mặt init free này nhé Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Theo các chuyên gia da liễu, thì độ pH của sữa rửa mặt tốt nhất là trong khoảng từ 5.5 đến 6.5. Độ pH này là lý tưởng nhất để sữa rửa mặt có thể phá vỡ lớp màng axit tự nhiên trên da mặt, từ đó loại bỏ được các cặn bã, chất nhờn hay bụi bẩn, và ở độ pH này thì da mặt giữ được độ ẩm tự nhiên, giữ được sự mịn màng cho da. Nếu sữa rửa mặt có độ pH nhỏ hơn 7 thì có thể giữ ẩm cho da rất tốt, nhưng nếu thấp quá thì có thể làm bít lỗ chân lông, và nếu bít chân lông lâu quá thì sẽ gây mụn nhiều. Nếu rửa rửa mặt có độ pH lớn hơn 7 thì khi rửa mặt sẽ có cảm giác da mặt sạch bong luôn, rửa xong thấy thích lắm luôn, nhưng pH cao quá sẽ làm khô da sau đó, da có thể bị ửng đỏ và kích thích sự lão hóa của da, làm xuất hiện nếp nhăn nữa. Còn với sữa rửa mặt Innisfree Free được nghiên cứu để phù hợp với từng loại da, nên mỗi dòng sữa rửa mặt của hãng sẽ có độ pH khác nhau nhé. Vì vậy mà trước khi lựa chọn sản phẩm dòng sữa rửa mặt Innit Free, các chị em nên tìm hiểu đúng loại với độ pH phù hợp với da mình nhé. hiện nay các loại sữa rửa mặt init free đều giúp tạo bọt nhẹ giúp làm sạch bụi bẩn bám sâu trong da đồng thời làm xe khít lỗ chân lông giải quyết tình trạng mụn ẩn mụn đầu đen hơn nữa với cấu tạo những bọt li ti giúp tạo cảm giác thoải mái nhẹ nhàng hơn khi rửa mặt đấy bên cạnh những tất cả dòng sản phẩm sữa rửa mặt init free có tạo bột thì ngoại trừ sữa rửa mặt green tea morning cleanser phiên bản mới của init free được thiết kế dạng gel và không tạo bọt thôi nhé Sữa rửa mặt Innisfree hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Innisfree hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.